Xin chào quý vị và các bạn, Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào, mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc nóng mắt khi chiến hạm Mỹ băng qua eo biển Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, trong một kịch bản đã trở thành quen thuộc, một tàu chiến Mỹ ngày hôm qua đã lại băng qua eo biển Đài Loan trong khuôn khổ một hoạt động mà quân đội Hoa Kỳ gọi là thường kỳ và Trung Quốc lại phản ứng giận dữ. Bộ Tư lệnh Quân khu Miền Đông thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA thông báo, binh sĩ PLA được đặt trong tình trạng báo động và giám sát tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Trung Hun của Mỹ khi tàu di chuyển qua eo biển Đài Loan ngày hôm qua. Tất cả hoạt động đều trong tầm kiểm soát, theo Bộ Tư lệnh Quân khu Miền Đông của BPLA. Đồng thời, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cũng ra thông báo kêu gọi Mỹ lập tức ngừng hành vi khiêu khích, leo thang căng thẳng, phá hoại hòa bình và ổn định tại biển Đài Loan và chỉ trích tàu chiến Mỹ thường xuyên phô trương sức mạnh dưới danh nghĩa thực thi quyền tự do hàng hải. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cũng theo dõi hoạt động của tàu khu trục USS Trung Hun và cho biết không quan sát thấy bất thường trong lúc tàu di chuyển theo hướng bắc qua eo biển Đài Loan. Trong khi đó, hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thuộc lớp Arleigh USS Trung Hun đã thực hiện hoạt động di chuyển thường kỳ qua eo biển Đài Loan tại khu vực áp dụng quyền tự do hàng hải và hàng không theo luật pháp quốc tế. Hoạt động của tàu Trung Hun qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Mỹ hoạt động trên vùng trời, vùng biển và vận hành ở bất kỳ khu vực nào theo luật pháp quốc tế cho phép. Theo thông báo của Hải quân Mỹ, tàu khu trục của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan vài ngày sau khi quân đội Mỹ cho biết tiêm kích J-11 của Trung Quốc áp sát chiến đấu cơ RC-135 của không quân Mỹ đang làm nhiệm vụ trên không phận quốc tế ở Biển Đông. Có thời điểm máy bay Trung Quốc bay cách máy bay của Mỹ khoảng 3 mét, khiến trinh sát cơ Mỹ buộc phải bẻ lái để tránh va chạm. Đáp lại, Bắc Kinh chỉ trích hành vi khiêu khích của Mỹ, cho rằng việc Washington thường xuyên điều tàu chiến, máy bay thực hiện hoạt động trinh sát ở cự ly gần trên khu vực đe dọa an ninh của Trung Quốc. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng căng thẳng sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào tháng 8. Trung Quốc coi Đài Loan là phần lãnh thổ chờ thống nhất, lên án chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi vi phạm chủ quyền của Bắc Kinh nhằm phản ứng quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận với quy mô chưa từng có xung quanh hòn đảo sau khi bà Pelosi kết thúc chuyến thăm. Trung Quốc cũng thông báo tạm dừng đối thoại với Mỹ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm đối thoại quân sự cấp cao. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos vừa có chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Trung Quốc nhằm xác định lại mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời giữ thế cân bằng trong quan hệ đối ngoại với hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc sau khi đã tiếp đón Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hồi tháng 11 năm 2022. Trước đó, tại Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp đón Tổng thống Marcos bằng nghi thức cấp cao. Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm được đánh giá là cởi mở chân tình và mang lại kết quả rõ rệt. Theo truyền thông Trung Quốc và quốc tế, trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Philippines đồng ý tăng cường quan hệ kinh tế và nối lại đàm phán về thăm dò vũ khí, thúc đẩy hợp tác thăm dò vũ khí ở các khu vực không tranh chấp, đồng ý tiếp tục xử lý đúng đắn các vấn đề hàng hải thông qua tham vấn thân thiện. Trước đó, ông Marcos đã khẳng định đất nước ông sẽ theo đuổi hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông, ngay cả khi không có thỏa thuận với Trung Quốc. Sau khi các cuộc đàm phán thăm dò chính thức chấm dứt vào tháng 6 năm 2022 do những trở ngại về hiến pháp về vấn đề tranh chấp chủ quyền. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết diện tích ở Biển Đông, bất chấp chủ quyền và quyền tài phán của nhiều nước trong khu vực. Biển Đông từ lâu đã là nguồn cơn gây căng thẳng giữa Manila, Bắc Kinh và mối quan hệ đã trở nên căng thẳng hơn vào tháng 12 khi Bộ Quốc phòng Philippines bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự hiện diện của các tàu Trung Quốc trong tuyến đường thủy đang tranh chấp. Philippines đã nhiều lần cáo buộc các tàu Trung Quốc quấy rối ngư dân Philippines trong khu vực và trong tuyên bố đưa ra hôm vừa qua, ông Marcos nói rằng ông đã nêu vấn đề này với ông Tập Cận Bình trong cuộc gặp ở Bắc Kinh. Trong tuyên bố, ông Marcos cho biết ông Tập Cận Bình hứa sẽ tìm ra giải pháp cho phép ngư dân Philippines hoạt động trong ngư trường tự nhiên của Philippines. Để đạt được mục tiêu đó, hai nước đã công bố kế hoạch thiết lập một đường dây liên lạc trực tiếp giữa các bộ phận hàng hải của hai bên. Trong tuyên bố của mình, ông Marcos nói rằng ông Tập Cận Bình cam kết sẽ mở rộng hỗ trợ cho Philippines, bao gồm nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và an ninh hàng hải.
với việc cả hai bên đã ký kết tổng cộng 14 thỏa thuận song phương, ông Tập Cận Bình cũng hứa hẹn các cơ hội hợp tác rộng rãi với Philippines, bao gồm hỗ trợ đầu tư của Trung Quốc cho Philippines và giúp nước láng giềng phát triển công nghệ, nông nghiệp, giáo dục cơ bản, khí tượng và vũ trụ, cũng như nghiên cứu vaccine. Chuyến đi Bắc Kinh của ông Marcos diễn ra ngay sau khi Philippines đã tiếp đón nữ tổng thống Kamala Harris vào tháng 11 năm 2022. Chuyến thăm của bà Harris được dư luận quốc tế quan tâm, cho rằng đây là một động thái nhằm tái khẳng định cam kết của Washington đối với đồng minh của mình. Tại chuyến thăm đó, bà Harris đã hội đàm với tổng thống Marcos và gặp gỡ các đối tác đã thảo luận về 21 dự án mới do Mỹ tài trợ, bao gồm nhiều địa điểm phòng thủ xung quanh Philippines ở những địa điểm chưa được tiết lộ. Đây cũng được xem là một dấu hiệu cho thấy Washington đang củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn với Manila. Sau chuyến đi của bà Harris, Nhà Trắng tuyên bố rằng các dự án mới đã ký kết với Philippines là một phần của thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao EDCA giữa hai nước, trong đó cho phép quân đội Mỹ sử dụng các địa điểm đã thỏa thuận ở Philippines để diễn tập an ninh và huấn luyện quân sự chung, nhưng quan hệ quốc phòng Mỹ-Philippines thậm chí còn sâu sắc hơn. Philippines từng là nơi đặt hai trong số các căn cứ hải ngoại lớn nhất của quân đội Mỹ là căn cứ không quân Clark và căn cứ hải quân Vịnh Subic, được chuyển giao cho Philippines kiểm soát vào những năm 1990. Một hiệp ước quốc phòng chung được ký kết năm 1951 vẫn còn hiệu lực, quy định rằng cả hai bên sẽ giúp bảo vệ lẫn nhau nếu một trong hai bên biết bên thứ ba tấn công. Phát biểu với các phóng viên, bà Harris tái khẳng định cam kết không lay chuyển của Washington đối với hiệp ước. Chúng tôi phải luôn nhắc lại rằng chúng tôi sát cánh với các bạn để bảo vệ các quy tắc và chuẩn mực ở Biển Đông. Bà Harris cho biết thêm rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào các tàu của Philippines ở Biển Đông sẽ đụng chạm đến các cam kết phòng thủ chung của Mỹ. Về phần mình, ông Marcos cũng nói với các phóng viên báo chí rằng ông không nhìn thấy một tương lai nào cho Philippines mà không có Mỹ, và điều đó xuất phát từ mối quan hệ rất lâu dài với Mỹ, trong khi Philippines là một đồng minh quốc phòng lâu đời của Mỹ. Mối quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng thẳng dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, bởi trong 6 năm cầm quyền của mình, ông Duterte đã chuyển hướng quan hệ đối ngoại, tìm kiếm mối quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc, gạt bỏ tranh chấp lãnh thổ sang một bên để đổi lấy các khoản đầu tư của Trung Quốc. Kết quả chuyến thăm cho thấy, Tổng thống Marcos phần nào đã đạt được mục tiêu, tạo động lực mạnh mẽ mới cho mối quan hệ đôi khi căng thẳng giữa hai quốc gia. Trong khi đó, chuyên gia Paul Linh, giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ cho rằng, chuyến thăm phản ánh mong muốn của nhà lãnh đạo Philippines là duy trì quan hệ ổn định và thu hút lợi ích kinh tế của Trung Quốc, trong khi làm sâu sắc thêm quan hệ đồng minh với Mỹ. Philippines từ lâu đã cân bằng lợi ích chiến lược của Mỹ ở Thái Bình Dương với sự trỗi dậy về địa chính trị và kinh tế của Trung Quốc, là một đồng minh quốc phòng của Washington và là một bên tranh chấp đối với các yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh trên Biển Đông. Philippines có ý nghĩa quan trọng đối với cả chiến lược của Washington trong khu vực và sự trỗi dậy địa chính trị của Trung Quốc. Romel Balawi, Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Trung Quốc của Philippines, cho biết nhiệm vụ lớn của ông Marcos là củng cố cho hiện đại hóa hệ thống phòng thủ của đất nước với sự giúp đỡ của Mỹ, đồng thời thiết lập đối thoại thân thiện với Trung Quốc để tăng cường quan hệ kinh tế với quốc gia, đối tác thương mại lớn nhất của họ. Tổng thống Philippines Marcos tỏ ra cởi mở với ý tưởng theo đuổi hợp tác thực tế ở Biển Đông, đồng thời không từ bỏ lập trường lâu nay của mình khi nói đến các vấn đề lãnh thổ ở Biển Đông, ông Balawi nói. Lãnh đạo Trung Quốc và Philippines ngày hôm qua tuyên bố hai nước sẽ giải quyết các bất đồng trên biển thông qua tham vấn. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin Bắc Kinh và Manila tuyên bố hai bên sẽ giải quyết các bất đồng trên biển thông qua tham vấn. Tuyên bố được đưa ra trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Ông Marcos và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều kêu gọi tham vấn thân thiện để giải quyết một cách thích hợp các vấn đề trên biển tại một cuộc họp vào ngày hôm qua, theo CCTV. Chủ tịch Tập trong ngày hôm qua cũng nói với ông Marcos rằng Trung Quốc mong muốn đóng góp năng lượng tích cực hơn cho hòa bình và ổn định khu vực và thúc đẩy hợp tác phát triển dầu khí ở các khu vực không tranh chấp. CCTV đưa tin hai bên cũng đã thảo luận về việc hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm nông nghiệp và y tế. Philippines và Trung Quốc đã đồng thời ký kết một thỏa thuận hợp tác về cơ sở hạ tầng, thủy sản, du lịch và các lĩnh vực khác. Chính phủ Philippines tuần trước cho biết cả hai bên sẽ ký một thỏa thuận thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa hai bộ ngoại giao để tránh tính toán sai lầm và thông tin sai lệch ở Biển Đông. Thỏa thuận được cho là sẽ chính thức hóa thủ tục liên lạc giữa hai nước khi có tranh chấp. Tuy nhiên, CCTV không cho biết liệu thỏa thuận thiết lập đường dây nóng có được hai nhà lãnh đạo ký vào ngày 4 tháng 1 hay không. Trong cuộc gặp trước đó cùng ngày với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Nhân đại, Quốc hội Trung Quốc
lật chiến thư, ông Marcos cho biết Manila xem việc tăng cường mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines có tầm quan trọng hàng đầu. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây cho Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!